Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ: Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như là người nhà màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Tòa Thắng Vương, quyển 6, phẩm 12, Tối Thiên Vương Hộ Quốc. Bây giờ Đức Thế Tôn nghe bốn vị vua trời cung kính cúng dường kinh Kim Quang Minh và có thể ủng hộ những người thọ trì kinh, thì khen rằng: Hay thay, hay thay, bốn vua các ông đã ở chỗ vô lượng trăm ngàn dạ ức Đức Phật đời quá khứ, cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, gieo trồng các căn lành, tu hành chánh pháp, thường nói chánh pháp, dùng chánh pháp giáo hóa đời. Các ông từ lâu thường nghĩ đến lợi ích cho các chúng sinh, khởi tâm đại từ, nguyện ban cho họ sự an vui. Nhờ nhân duyên này, đời hiện tại các ông được quả báo thù thắng. Đã có vị vua cõi người cung kính cúng dường kinh điển tối thắng Kim Quang Minh này, các ông nên siêng năng ủng hộ khiến cho họ được yên ổn. Bốn vua các ông già quyến thuộc cùng vô lượng vô số trăm ngàn vượt xoa ủng hộ kinh này, tức là hộ trì chánh pháp của các đức Phật quá khứ, vị lai và hiện tại. Bốn vua các ông và thiên chúng khác cùng các vượt xoa và Atula khi chiến đấu với nhau, thì nhóm các ông thường được thắng lợi. Các ông nếu có thể hộ trì kinh này, nhờ năng lực của kinh nên có thể trừ các khổ như giặc thù đói kém cho các dịch bệnh. Vậy nên các ông nếu thấy bốn chúng thọ trì độc tụng kinh phương này, thì cũng nên siêng năng dốc lòng cùng hộ trì, vì họ diệt trừ khổ não, ban cho họ sự an vui. Bây giờ bốn vua trời liền đứng dậy, xoay lại áo vai phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay cung kính bạch: Bà Thế Tôn, kinh Tối Thắng Kim Quang Minh này, ở đời vị lai nếu có cõi nước, thành ấp, xóm làng, núi rừng, đồng trống, bất cứ chỗ nào, cây khi kênh này lưu truyền đến, nếu vua nước đó đối với kinh điển này chế tâm nghe nhận, khen ngợi cúng dường, đồng thời cung cấp cho bốn chúng thọ trì kênh đó hết lòng ủng hộ, khiến cho họ không còn khổ não. Do nhân duyên này nên con ủng hộ vị vua đó và các dân chúng, khiến cho họ đều được yên ổn, xa liệt những lo khổ, tăng thêm tuổi thọ uy đức đầy đủ. Bà Thế Tôn, nếu vị quốc vương đó thấy bốn chúng thọ trì kinh này mà hết lòng cung kính ủng hộ, giống như cha mẹ, tất cả sự cần dùng đều cung cấp đầy đủ, bốn vua chúng con luôn luôn vì vua đó ủng hộ, khiến cho các loài hữu tình không loài nào chẳng tôn kính. Vậy nên chúng con cùng với vô lượng vượt xoa các thần tùy theo chỗ lưu truyền của kinh vua thâm diệu này và ân thân ủng hộ, khiến cho không có gì trở ngại. Chúng con sẽ hộ niệm nhớ người và các quốc vương ngay kênh này, diệt trừ hoạn nạn cho họ, khiến cho họ yên ổn, chặt thù phương khác đều khiến lui tan. Nếu các vị vua cõi người khi nghe kênh này mà giật thù nước bên cạnh khởi lên ý niệm, sẽ đem đủ bốn binh phá hoại đất nước kia. Bạch Thế Tôn, do sức uy thần của kênh này, nên lúc đó kẻ địch bên cạnh lại bị oán thù khác đến xâm lấn quấy nhiễu biên giới của nước ấy, bị nhiều tai biến, dịch bệnh lan tràn. Vị vua nghe kênh này liền tập hợp bốn binh nhằm xuất phát đến chinh phục nước đó. Bây giờ chúng con sẽ cùng với quyến thuộc vô lượng vô biên vượt xoa các thần đều tự ẩn mình giúp đỡ cho vị vua này, khi cho kẻ thù kia tự nhiên quy hàng, đi đến biên giới nước ấy chẳng còn chẳng dám, huống gì là đem binh đánh nhau. Bây giờ Đức Phật bảo bốn vua trời: Hay thay, hay thay, bốn vua các ông mới có thể ủng hộ kinh điển như vậy. Vào thời quá khứ, hàng trăm ngàn ức vô số kiếp ta tu các hạnh khổ, lấy số lượng chánh đẳng, chánh đế giác, chân nhất thiết trí, hôm nay nói pháp này, đã có vị vua cõi người thọ trì kinh này cung kính cúng dường, thì được tiêu tan hoạn này, khiến cho họ yên ổn, lại ủng hộ thành ấp, xóm làng, cho đến giặc thù đều khiến cho lui tan, cũng khiến cho tất cả các vua trong Thiện Bộ Châu không hề bị khổ não về việc đấu tranh. Này bốn vua, các ông nên biết, Thiện Bộ Châu này có 84.000 thành ấp, xóm làng, 84.000 vị vua đều ở đất nước của mình, thọ những sự an vui, đều được tự tại, có của báo đầy đủ, họ thọ dùng chẳng xâm chiếm nhau, tùy theo nhân đời trước mà thọ quả báo của mình, chẳng khởi ý niệm ác tâm cầu nước của người khác. Họ đều ít ham muốn lợi lạc, không có các khổ về chiến đấu trói buộc, dần dần nước ấy an vui tự nhiên, trên dưới hòa mục giống như nước sữa, luôn yêu thương và kính trọng nhau, hoan hỷ tự tại, từ bi khiêm nhường, tăng trưởng căn lành. Cho nhân duyên đó nên Thiện Bộ Châu này yên ổn, thịnh vượng, an vui, nhân dân đông đúc, đất đai màu mỡ, lành đóng điều hòa, thời tiết chẳng trái mùa, mặt trời mặt trăng tinh tố chuyển động bình thường không khiếm khuyết, gió mưa thuận thời không còn các tai nạn, tài sản của báu đều tràn đầy, lòng không bỏng sẻn, từ thực hành bố thí đủ 10 nghiệp thiện, những người này qua đời phần nhiều sẽ lên trời làm tăng thêm thiên chúng. Này đại vương, nếu đời vị lai có những quốc vương nghe những kinh này cung kính cúng dường, đồng thời tôn trọng khen ngợi bốn bộ chúng thọ trì kinh này, là muốn an lạc lợi ích nhiều cho các ông và các quyến thuộc, dư luận trăm ngàn các hơi vượt xoa chúng. Vậy nên vị vua kia thường phải nghe những kinh vua di diệu này,
Do được nghe việc ông lộ do thuận của nước Pháp này, nên tăng thêm thế lực thân tâm của các ông. Tinh tấn dũng mãnh, ánh sáng, phước đức, uy lực đều được đầy đủ. Những quốc vương đó nếu có thể chí tâm nghe nhận kinh này, tức là sự cúng dường to lớn hiếm có, cúng dường cho ta, Thích Ca Mâu Ni ứng chánh đẳng giác. Nếu cúng dường ta là cúng dường trong ngày ức vô số Đức Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, nếu có thể cúng dường ba đời các Đức Phật thì được công đức nhiều, vô lượng cho thành nghĩa bàn. Vì nhân duyên này nên các ông cần phải ủng hộ vị vua kia, hoàng hậu cung phi quyến thuộc khiến cho họ không còn khổ não, nhà cung điện, nhà cửa thường được an vui, công đức khó nghĩa bàn. Nhân dân trong các cõi nước đó cũng luôn thọ nhận được vô số niềm vui năm dục, tất cả việc ác đều được tiêu trừ. Bây giờ bốn vua trời bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ở đời vị lai nếu có vị quốc vương ưa nghe kinh Kim Quang Minh này, như muốn ủng hộ thân mình, hoàng hậu, cung phi, vương tử cho đến các thế nữ trong cung, tát ốc sống làng, cung điện đều được an lạc, tịch tỉnh, hoan hỷ tối thượng bậc nhất trên thế giới bàn. Trong đời hiện tại ở ngôi vị vua tôn quý tự tại hương thịnh đều được tăng trưởng. Với lại muốn có được vô lượng vô biên phước đức khó nghĩa bàn ở đất nước mình, khiến cho không có giặc giã và những việc khổ não tai nạn. Bạch Thế Tôn, vị quốc vương này không nên buông lung để tâm tán loạn, phải cung kính chí thành ân cần tôn trọng nghe nhận kinh vua tôi tháng này. Khi muốn nghe kinh, trước hết nhà vua phải dốc lòng trang nghiêm phòng nhà trong cung thật rõ ràng bậc nhất, nước thơm tươi đất tôn trải nhiều loại hoa quý, để phát tòa xe tử tuần thắng, dùng những đồ trang bảo trang hoàng, giăng bày nhiều phướng lộng báu, đốt hương thơm vô giá, trở lên các âm nhạc. Nhà vua ấy bây giờ phải tắm rửa sạch sẽ, dùng hương thơm xoa thân, mặc áo mới sạch sẽ và đeo những chuỗi ngọc, ngồi tòa ngồi thấp nhỏ, chẳng nghĩ mình là người cao quý, sẽ bỏ ngôi vì tự tài, xin lời tâm kiêu mạn, tâm giữ chánh niệm nghe kinh sâu nhiệm này, đối với vị pháp sư khởi tưởng xem như bậc đại sư. Nhà vua lại đối với hậu phi, vương tử, thệ nữ quyến thuộc ở trong cung, sẽ lòng tự mẫn, vui vẻ nhìn nhau, nét mặt nhu hòa, rồi nói êm dịu, thân tâm lan khắp niềm vui lớn, khởi ý niệm, ta nay đạt được sở lợi ích lớn thù thắng có nghĩa bàn, đối với kinh sâu nhiệm nồi, phải cúng dường thật nhiều. Thế bài lễ xong, thế bác sư đến nhà vua phải cỡ lòng cung kính khác ngưỡng. Bây giờ Đức Phật bảo bốn vua trời rằng, không nên ngân đón đoán pháp sư như vậy. Những quốc vương đó nên mặc y phục thuần tịnh, tinh khiết, đeo các chuỗi ngọc để trang nghiêm, tự cầm lòng tráng báu và các hương hoa, chuẩn bị nghi thức một bái chỉnh thề, rồi nhiều loại âm nhạc đi bộ ra cửa thành để ngân đón vị pháp sư đó, luôn luôn nghĩ đến tâm cung kính để làm việc cát tường. Lạy bốn vua, do nhân duyên gì mà vị quốc vương đó gần gũi cung kính cúng dường như vậy? Do việc nhấc chân lên hạ chân xuống của vị quốc vương đó, từng bước đều là cung kính, phụng sự tôn trọng trăm ngàn và ức vô số kính Đức Phật Thế Tôn, đã được vượt thoát số kiếp khổ sinh tử như vậy. Lại nữa, vào đời vị lai, trong các số kiếp như vậy, vị vua đó sẽ nhận ngôi vị chuyển luân thù thắng, theo từng bước ở đời hiện tại như vua được phước đức tăng trưởng, tự tài làm vua, cảm ứng khó nghĩ bàn. Mọi người kính trọng sẽ ở vô lượng trong ngàn ức kiếp thời trời người, có được các cung điện bảy báu, sẽ ở đâu cũng luôn được làm vua, tăng thêm tuổi thọ. Để nói luôn có tính thuyết phục, đều trời người kính tính, không hề kinh sợ, có tiếng tâm lớn, mọi người đều chiếm ngưỡng. Ở cõi trời, trong loài người đều được an vui thù thắng di diệu, có thể lực có đại uy đức, thân tướng trang nghiêm kỳ diệu không ai sánh bằng. Được gặp đấng thiên nhân sơ, gặp bậc thiện đi thất, thành tựu đầy đủ vô lượng phước đức. Này bốn vua, các ông nên biết những quốc vương đó được vô số vô lượng công đức lợi ích như vậy, nên hãy tự đến nghênh đón pháp sư, hoặc từ khoảng cách một gia tuần cho đến trăm ngàn gia tuần, đối với thầy nói pháp nên khởi tưởng xem như Phật, và đến thành rồi các vua ấy nên khởi ý niệm: hôm nay Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng chánh đẳng giác vào trong cung của ta, nhờ sự cúng dường của ta, vì ta nói pháp, ta nghe pháp liền được không nói chuyện đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là được gặp trong ngày giáo vô số các Đức Phật Thế Tôn. Hôm nay ta dùng nhiều loại nhạc cụ thượng diệu thượng thắng rộng lớn cúng dường cho Phật quá khứ, vị lai và hiện tại. Hôm nay ta đã dứt sạch vĩnh viễn nỗi khổ của cõi diêm ma vương, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh, đã gieo trồng vô lượng trong ngày giáo hạt giống cao lành chuyển luân thánh dương, vô trời đế thích phàm vương. Ta nên khiến cho trăm ngàn giáo chúng sinh ra khỏi khổ sinh tử, được niềm vui niết bàn, cho nhóm vô lượng vô biên phước đức chẳng thể nghĩ bàn. Hậu cung quyến thuộc và các dân chúng đều nhờ ân đức được yên ổn, đất nước thanh bình, không có những tai nạn, độc hại, người ác giặc thuộc phần khác chẳng đến xâm lấn quá nhiều, không còn lo lắng. Để bốn vua các ông nên biết gì, nhân dương đó
nên tôn trọng giáo pháp như vậy, cũng nên tôn trọng tăng thân các tỳ kheo nơi Upa Thất Ưu Bà Di tạo trì kinh địa ví dụ này để được các căn lành, trở thêm phước thù tháng này cho các ông và các quyến thuộc. Dù quốc vương đó có nhân duyên nghiệp thiện phước đức lớn ở trong đời hiện tại được đại tự tại tăng thêm ánh sáng oai đức tướng an lành ví dụ trang nghiêm đối với tất cả giặc thù, đều có thể dùng chánh pháp mà tiêu diệt hàng phục tất cả. Bây giờ bốn vô trời bạch Bạch Thế Tôn, nếu có vị quốc vương có thể cung kính chánh pháp nghe kinh sâu phương này, như vậy cùng với tấm lòng cung kính cũng dường tôn trọng thanh thế bốn chúng tọa trì kinh này, những quốc vương đó muốn cho chúng con được hoan hỷ và ở một bên gần pháp tòa lấy nước thơm tới đất để các loại hoa quý đặt ở chỗ đó bốn a vàng. Chúng con với cái gì vô kia cũng nghe chánh pháp, tất cả các căn lành tội lỗi của vua ấy và phần phước đã ban cho chúng con. Bạch Thế Tôn, vị quốc vương đó khi thỉnh vị nói pháp lên tòa để mà chúng con đốt một mọi loại hương thơm cúng dường kinh đó. Bạch Thế Tôn, khởi hương đó trong khoảng một niệm lên hư không, lời nói cung điện của các trời chúng con ở trong hư không khởi hương biến thành lòng hương. Thiên chúng chúng con nghe hương thơm diệu đó, hương thơm của ánh sáng vàng rộng soi sáng cung điện của chúng con ở trong, ở cho đến cung của Phạm Vương và của Đế Thích, cung của trời đại biện tài, trời đại các thường, chỗ ở của thần đất Kiên Lao, đại tướng Chánh Liễu Tri, 28 bộ thần dược xoa, trời đại tự tại chúa Kim Cang Mật Tích, đại tướng Bảo Hiền, quỷ Tự Mẫu Hai Lợi Đế, giới 500 quyến thuộc, do đồng chúa Nhiệt Não Trì, do đồng Đại Hải. Bạch Thế Tôn, nhìn chúng như vậy ở tại cung điện mình thấy khói hương đó trong khoảng một sát nà biến thành lộng hương, nghe mùi thơm ngát, nhìn thấy ánh sáng tỏa màu đến khắp tất cả các cung của các thiên thần. Đức Phật bảo bốn vị vua trời rằng ánh sáng hương thơm đó chẳng phải chỉ đến cung điện này biến thành lộng hương, hôm nay ánh sáng lớn do khi vị quốc vương đó tay bưng lò hương đốt các loại hương quý để cúng dường kinh hơi khói hương ấy, ở trong khoảnh khắc một điện khắp tam thiên đại thiên thế giới, trong bức mặt trời mặt trăng, trong bức núi chúa diệu cao, trong bức bốn châu, ở chỗ cung điện tất cả trời rồng dược xoa khi tất cả atola yết lộ ra khỏi nala maho lạc già của tam thiên đại thiên thế giới, trong hư không đều tràn đầy đủ loại khói hương biến thành lộng mây, lộng mây ấy màu vàng rồng xoa khắp thiên cung. Như vậy các loại mây hương lộng hương của tam thiên đại thiên thế giới đều chính là sức uy thần của kinh Kim Quang Minh Thủ Thắng Vương. Các vị quốc vương này khi tay bưng lò hương cúng dường kinh thì có số mùi hương chẳng phải không những chỉ lan khắp tam thiên đại thiên thế giới này, mà trong khoảnh khắc một niệm còn lan tỏa khắp trăm ngàn và ức các cõi nước Phật khắp mười phương, nhìn như số cát trong vô lượng chư biên sông hàng ở bên trên chư Phật trong hư không biến thành lòng hương màu vàng rồng xoáy khắp nơi. Cũng như vậy cái đức Phật đó ngửi thấy hương thơm và diệu này, nhìn thấy lòng mây màu vàng rồng, cái đức Phật Thế Tôn nhìn như các sông hàng ở mười phương thế giới hiện thần biến rồi, cái đức Thế Tôn đó đã cùng quan sát đồng thanh khen báo sư rằng hay thay hay thay, này đại vương, này đại trường phu, ông có thể lưu bố rộng rãi kinh điển ví dụ sâu xa như vậy, tức là đã thành tựu vô lượng vô biên phước đức, chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có người nghe kênh này để được công đức còn rất nhiều, huống gì là người ghi chép tọa trì độc tụng diện các diễn nói và theo đúng như lời dạy tu hành. Vì sau này thì nam nếu sinh nào nghe kênh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương này liền được không thoái chuyển đối với vô thượng trên đại chánh giác. Lúc bấy giờ mười phương có trăm ngàn ức vô lượng vô số những cõi nước Phật nhiều như các sông hằng, tất cả các đức Như Lai của những cõi nước đều đồng thanh ở trên pháp tòa khen vị pháp sư kia rằng hay thay này thì nam, ông hồi đời vị lai bằng sức tinh tấn sẽ tu vô lượng trăm ngàn hạnh khổ đầy đủ tư lương vượt lên các thanh chúng ra khỏi ba cõi làm lớn tối thắng, sẽ ngồi dưới cái bồ đề trang nghiêm thù thắng cứu độ các chúng sinh có nhân duyên trong tam thiên đại thiên thế giới, có thể khéo léo tiêu diệt hàng phục quân chúng của các ma, có hành dạng đáng sợ giác ngộ các pháp thanh tịnh bậc nhất và chánh đẳng bồ đề sâu xa vô thượng. Này thì nam, ông sẽ ngồi ở tòa Kim Cang giữa pháp luân 12 hành sâu xa, ví dụ vô thượng mà chư Phật khen ngợi, có thể đánh lên trống pháp lớn vô thượng, thổi vang loa pháp cực diệu cho thượng, dâng lên pháp tràng thủ thắng vô thượng, chiếu sáng đốt pháp sáng vô thượng, mưa xuống mưa pháp cam lộ vô thượng, các đức do lượng oán kết phiền não, khiến cho vô lượng trăm ngàn dạng ức vô số hữu tình qua khỏi biển lớn, không bờ bến đáng sợ, để thoát sự luân hồi sinh tử không bờ cõi, gặp được vô lượng trăm ngàn dạng ức vô số đức Phật. Bây giờ bốn vị vua trời là bạch Bạch Thế Tôn, kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương này có thể ở trong đời vị lai hiện tại thành tựu được vô lượng công đức như vậy, vậy nên vị quốc vương nếu được nghe kinh điển ví dụ này, tức là đã ở chỗ trăm ngàn vạn ức vô lượng đức Phật hiệu trọng căn lành, đối với vị quốc vương đó có sự hộ niệm cho vị ấy được vô lượng phước đức lợi ích. Bốn vua chúng con dùng quyến thuộc vô lượng trăm ngàn giải ức các thần khác ở cung điện của mình, nghe thấy các loại khói hương, mây hương, lộng hương, thần biến, chúng con sẽ ẩn thân, vì nghe pháp nên sẽ đến chỗ trang nghiêm thanh tịnh của vua ấy.
dừng ở chỗ con địa giảm pháp. Như vậy cho đến Phạm Vương đã thất đại biện tài trở đại các tường. Thần đã kiên lao đại tướng chánh liệu trì 28 bộ nhiệt xoa thần trở đại tự tại kim cang mật tích đại tướng bảo hiền quỳ tư mẫu hai lợi đế giữa 500 quyến thuộc chú đồng chủ nhiệt não trì chú đồng đại hải cái luồng trăm ngàn dạng ức vô số chư thiên dược xoa những chúng như vậy vì nghe pháp nên đều chẳng hiện thân đi đến cung điện thủ tán của vị quốc phương đó ở chỗ tòa thiết pháp cao trang nghiêm và thế tôn bốn phương chúng con dự quyến thuộc dự xoa các thần đều sẽ một lòng cùng với vị quốc phương đó làm thiên tri thức. Nhờ vì thí chủ pháp lớn vô thượng này dùng việc cấm lộ cho con đầy đủ vậy nên chúng con ủng hộ vị vua đó đưa hoàn nạn cho vua ấy khiến cho được yên ổn và các tai biến xấu ác của cung điện thành ấp cả nước ấy đều khiến cho tiêu diệt. Bây giờ bốn vua trời đều cùng cho ta bạch bạch kính thưa thái tôn, đã bị quốc vương nào ở cõi nước của mình tuy có kinh này nhưng chưa từng lưu truyền lòng sinh lì bỏ chẳng ưa lắng nghe cũng chẳng có dường tôn trọng khen ngợi thấy người cũng muốn chống tỏ trên kinh điện sâu nhiệm này cũng chẳng tôn trọng cúng dường khi do chúng con và quyến thuộc cho lượng tri tiên khác chẳng được nghe diệu pháp thâm diệu này không được về cám lộ mất dòng chánh pháp không có ánh sáng oai đức và cải thế lực tăng trưởng đường ác trời người giảm ít ra vào sông sinh tử ngược đường niết bàn và thế tôn bốn như chúng con cùng các quyến thuộc đại dược xoa thấy việc như thế liền bỏ đất nước ấy lòng không ủng hộ chẳng phải chỉ mình chúng con rồi bỏ vị vua đó mà vô lượng các vị đại thiện thần ủng hộ đất nước đều bỏ đi hết. Chúng con đã bỏ đi rồi đất nước ấy sẽ bị nhiều tai họa mất nước mất ngôi tất cả mọi người đều không có lòng lành chỉ có sự trói buộc giết hại sân giận tranh cãi lẫn nhau dèm pha vua định cho bài bạc sống vô tội dạ bệnh dịch lan tràn điềm sao xấu thường xuất hiện hai mặt trời một cùng lúc nhật nguyệt thật không thường cầu vòng hai màu đen trắng biểu hiện tướng chẳng lành sao băng động đất bên trong giếng phát ra tiếng mưa gió lớn chẳng thuận thời tiết từng gặp lá kém mùa màng thất bát có nhiều giặc thù phương xa đến xâm lược dân chúng trong nước chịu nhiều khổ não đất đai không có chỗ nào đáng nương vào và thế tôn khi bốn vua chúng con nhận cho lượng trăm ngàn thiên thần của các vị thiện thần hộ đất nước đều bỏ đi sinh ra do lượng trăm ngàn diệt ác tai quá như vậy và thế tôn nếu có vị vua muốn giữ gìn đất nước luôn được an vui và khiến cho chúng sinh được an ổn muốn được tiêu diệt thu phục tất cả giặc ngoại xâm ở nước của mình luôn được hân thịnh muốn khiến cho chánh pháp lưu truyền ở thế gian pháp ác khổ não đều được diệt và thế tôn các quốc phương đó nhất định phải nghe nhận kinh vua di diệu này nên cùng kính cúng dường người thọ trì kinh này chúng con giữ luật thiên chúng khác nhờ y lực căn lành của chánh pháp này nên được bốn vị cam lộ vô thượng tăng thêm quyến thuộc của chúng con các thiên thần khác đều được lợi thù thắng vì sao vì do vị quốc vương này chỉ tâm nghe nhận kinh điển này bài thế tôn như trời đại phạm đối với các hữu tình thường vì họ tiếng nói thế luận và thế luận xuất thế luận đã thích lại nói vô số các luận các vị tiên đạt năm thần thông cũng nói các luận bài thế tôn phạm phương đã thích các vị nhân đạt năm thông thì có trăm ngàn ức vô số vô lượng các luận nhưng đức phật thế tôn thì bị thương xót vì chúng trời người nói kinh điển vi diệu kim văn minh so với những luận nói ở trước ở gấp trăm ngàn ức vô số lần chẳng thể lấy gì làm ví dụ vì sao vì kinh này có thể khiến cho các vị vua của thiện bồ châu nhờ danh pháp để giáo hóa thế gian có thể ban cho chúng sinh sự an lạc tự hồi vệ được thân mình và các quyến thuộc khiến cho họ không khổ não đã không bị giặc thù với các xâm hại tất cả các điều ác đều đi xa cũng khiến cho tai nạn của đất nước bị ngăn chặn rồi diệt hết dùng chánh pháp để giáo hóa không phải tranh cãi vậy nên những quốc vương đó ở đất nước mình nên thắp đuốc pháp soi sáng vô biên tăng thêm thiên chúng cùng các quyến thuộc bạch thế tôn bốn vua chúng con cho lựa các thiên thần dược xoa ba thiên thần trong thiện bộ châu nhờ nhân duyên này được uống vị pháp cam lộ vô thượng đã được ánh sáng uy đức lớn thế lực lớn không gì không đầy đủ tất cả chúng sinh đều được yên ổn lại vào đời sau vô lượng trăm ngàn chẳng thể nghĩ bàn vô số kiếp chúng con thường được an vui lại được gặp gỡ vô lượng các đức phật gieo trồng các căn lành sau sẽ chứng được vô thượng trên đại chánh giác vô lượng vô biên những lỡ thù thế như vậy đều chính là nhờ tâm đại từ của đấng Như Lai ứng trên đại giác hơn hẳn các phạm chúng cho đại trí tuệ vượt trên đế thích cho các hạnh khổ hơn các vị tiên đạt năm thông gấp trăm ngàn và ức vô số lần chẳng thể xưng kể chư Phật đã vì các chúng sinh giải nói kinh điển ví dụ như vậy khiến tất cả quốc vương và dân chúng của thiện bồ châu không thông rõ phép tắc của thế gian mà trị nước dạy người và việc khuyến bảo dẫn đường những năng lực lưu thông của kinh vương này nên khắp nơi đều được yên vui những phước lợi này đều chính là nhờ đức đại sơ thích ca đối với kinh điển này vì chúng sinh lưu thông năng lực từ bi bạch thế tôn cho nhân duyên này nên các vị quốc vương nên thọ trì cúng dường
cung kính tôn trọng khen ngợi kinh vi diệu này. Vì sao? Vì các công đức thù thắng trở thành nghĩa bàn như vậy đem lại lợi ích cho tất cả, vậy nên gọi là kinh vô tối thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn là bà bốn vua trời, bốn vua các ông thì quyến thuộc, dư luận trong ngàn ức vô số đại chúng chư thiên thấy những ức quốc vương đó, chúng tâm nghe kinh này cũng vô cùng kính tôn trọng khen ngợi, thì cần phải ủng hộ để giải các hoạn nạn cho họ, có thể khiến các ông cũng được an lạc. Nó bốn bộ chúng có thể lưu truyền đạo đại kinh vô này ở trong hàng trời người, thực hành các Phật sự làm thế lợi ích cho khắp vô lượng chúng sinh. Người như vậy bốn vua các ông thường nên ủng hộ, bốn chúng như vậy các ông không nên để cho những nhân duyên khác xâm hại quấy nhiễu, không phải làm cho thân tâm của họ tịch tịnh an lạc. Đối với kinh điển này các ông phải tuyên dương lưu truyền rộng rãi, khiến cho chẳng gián đoạn, đó cho loài hữu tình đến tận đại vị lai. Bây giờ vua đời Đại Văn đứng giải bạch: Bạch Thế Tôn, con có pháp Đà La Ni, Nhĩ Bảo Châu, chúng sinh nào ưa thọ trì thì được công đức không lường, có thể ủng hộ khiến cho chúng sinh liệt khổ được vui, có thể thành tựu phước và trí tuệ làm tiêu lương cho chính mình. Người muốn thọ trì thì trước phải tụng chú hộ thân này. Liền nói chú rằng: Nam mô Bệ Tất La Mạt Nã Giả Mạc A Ha La Hạc La Xà Giả Đa Đi Tha La 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 Cổ Nộ Cổ Nộ Khô Nộ Khô Nộ Lũ Nộ Lũ Nộ Tá Phược Yết La Yết La Mạc Ha Tỳ Yết Lạc Ma Mạc Ha Tỳ Yết Lạc Ma Mạc Ha Hạc La Xà Hạc Lạc Xoa Hạc Lạc Xoa Đổ Mạng Tác Bà Tác Đỏ Nan Giả Tá Ha. Bà Thế Tôn, người tụng chú này phải dùng chỉ trắng bạch chú và đó bảy biến, cứ mở biến thì buộc vào sau khuỷu tay một lần thì việc chắc chắn thành. Cho nên lấy các thứ hương như chiên đàn an tức, long não, tô hạp, đa yết la, huân lục để phải phân lượng bằng nhau, hòa hợp là một chỗ. Tây mừng lưu hương, đốt hương cúng dường, phải tắm gội sạch sẽ, mặc áo tinh khiết ở trong phòng nhà yên tĩnh thì có thể lập thần chú. Cung thỉnh con cung thiên dương Bệ Tất La Mạt Nã bằng lời chú rằng: Nam mô Bệ Tất La Mạt Nã Giả, Nam mô Đàn Na Già Giả, Đàn Nê Thuyết La Giả, A Yết Xả, A Bác Lại Nhị Đá, Đàn Nê Thuyết La, Bác La Ma, Kalonika, Tác Bà Tác Đỏ, Tứ Đá Chẩn Đá, Mana, Đàn Na Mạc Nô Bác Lạc Dọa Xả, Tóa gì mà yết xả ta hạ. Tụng đủ chú này 7 lần rồi tiếp tục. Đến nói tụng là bài chú cũ. Khi muốn tụng chú trước phải xưng tên, có là Tam Bảo và Thiên Vương, Bệ Tất La Mạt Nã. Có thể bố thí của cái khiến cho sự cầu nguyện của các chú sinh được có thể thành tựu, mang cho họ sự an vui. Đã lẽ như vậy xong, tiếp đến tụng thần chú, như ý mạc ni bảo tâm của vua trời, Bệ Tất La Mạt Nã. Bây giờ vua trời đa gian liền ở trước Đức Phật nói thần chú như ý ma nê bảo tâm. Nam mô Hạc Lạc Đát Na Đát Lạc Dạ Dạ Nam mô Bệ Tất La Mạt Nã Dạ Nam mô Ha La Xà Dạ Đức Địa Tha Tứ Nhị Tứ Nhị Tô Mẫu Chiên Trà Chiên Trà Chí La Tát La Tát La Yết La Yết La Chị Lý Cô Lũ Cô Lũ Mậu Lũ Mậu Lũ Chù Lũ Chù Lũ Tha Đại Giả Ngạch Tham Sơn có tên là Nật Điếm Ngạch Tha Đà Đạt Đỗ Tá Hà Nam Mô Bệ Tất La Mạt Na Giả Tá Hà Đàn Na Đà Giả Tá Hà Nam Mô Lạc Tha Bát Lợi Bô Lạc Ca Giả Tá Hà. Khi thọ trì chú tụng trước 1000 lần, sau đó ở trong tỉnh thất dùng ở cùng ma trát lên đất làm đàn trà nhỏ, ăn uống đúng thời, một lòng cúng dường, đốt hương thơm khiến cho khó chẳng dứt. Tụng tâm chú nói trước, ngài đang giữ tâm chánh niệm, chỉ cho tai nghe, tai mắt nghe, chỉ khiến cho người khác hiểu. Có con vua Bệ Tất La Mạt Nã tên là Thiền Nị Sư, hiện ra hình đồng tự đến chỗ ngài hỏi rằng: Vì sao phải gọi cha ta? Thì có thể đáp rằng: Cái việc cũng vừa tam bảo, việc cần của cải, nguyện xin được ban cho. Thiền Nị Sư nghe lời nói đó rồi, đã trở về chỗ của cha thưa: Nay có người tốt phát tâm chí thành cũng vừa tam bảo mà thiếu tốn của cải, vì thế nên họ thỉnh cha. Một cha đáp: Con lên mau đi đến đó, mỗi ngày cho người ấy 100 ca loại sa ba nã. Người trụ chủ ấy thường thấy thứ này để biết việc được thành, phải một mình ở trong tỉnh thất đốt hương mà nằm, có thể ở bên cạnh giường đặt một cái tráp thơm, mỗi sáng sớm nhìn trong tráp ấy đã có vật còn cầu. Mỗi khi được vật thì ngay trong ngày phải cúng dường tam bảo hương hoa
thức ăn thức uống lại đang bố thí cho người thiếu thốn, để phải cho hết tất cả không được để lại. Đối với các hữu tình hành giả phải khởi ý tâm từ bi, không được sân hận lừa dối vô nên độc hại. Nếu người khởi lòng sân thì liền mất linh nghiệm, cho nên luôn giữ tâm không được sân hận. Là những người trì chú này mỗi ngày nhớ đến, nhớ nghĩ đến con vua trời đại dân cùng con trai con gái của bà con sơn dương tháng tháng, luôn dùng 10 điều thiện giúp đỡ nhau, khiến cho cái gì trời kia phước lực thêm sáng, thực hành điều thiện khắp nơi chứng quả bồ đề. Những thiên chúng kia thấy việc này rồi đều rất vui mừng, nên cùng nhau đến ủng hộ bảo vệ người trì chú. Là nếu người trì chú được tuổi thọ lâu dài trong qua bộ độ năm, đi ăn ba đường thường không bị tai nạn, cũng khiến cho người đó đạt được ngọc báu như ý và cả kho tàng quý, thần thông tự tại, ý nguyện được thành tựu. Nếu cầu quan chức vinh hiển, người đó luôn luôn được như ý, cũng hiểu được ngôn ngữ của tất cả các loài cầm thú. Bà Thế Tôn, nếu khi trì chú muốn được thấy thần con hiện ra, có thể như mùng 8 hoặc 15 của tháng, ở trên vải trắng với hình tượng Đức Phật, phải dùng nhựa cây nhiều màu để trang trí bức tượng. Người vẽ tượng ấy phải giữa tam giới, ở bên trái Đức Phật vẽ tượng Thiên Đại Kiết Tường, ở bên phải Đức Phật vẽ tượng của con là Trời Đa Văn. Đồng thời việc cả bà con nam nữ ngồi nơi tòa cho đúng như pháp, rải đầy hoa rực rỡ, có nhiều loại hương thơm quý giá, tắp đèn sáng liên tục ngày đêm không dứt, đoàn thức uống thượng hạng, đủ loại quý hiếm, rồi phát tâm ăn cần kính trọng và tùy thời cũng dường thọ trì thần chú này, không được khinh khi. Khi triệu thỉnh con lên tụng chú này, Nam Mô Thất Lợi Kiện Na Giả Bồ Đà Giả, Nam Mô Bệ Tất La Mạc Nã Giả, Do Sa La Xà Giả, Mạc Ha La Xà A Địa La Xà Giả, Nam Ma Thất Lị Gia Duệ, Mạc Ha Đề Tệ Duệ, Hí Địa Tha Đắc La Đắc La, Đốt Lỗ Đốt Lỗ, Mạc La Mạc La, Tốt Lan Thổ Tốt Lan Thổ, Hán Na Hán Na, Mạc Đi Yết Nà Ca, Bà Chiết La Bà Lô Ly Giả, Mục Đệ Ca Lăng Ngật Lập A Đa, Thiết Lị La Duệ Bồ Tát Bà Tát Đoạ, Tô Đá Ca Ma Bệ Thất La Mạc Nã, Thất Lị Dạ Đề Tỷ Bạc Lạp Bà Giả, Y Tứ Mà Tỷ La Bà, Cù Lộc Nõa Cù Lộc Nõa, Mạc Lạc Ta Mạc Lạc Ta, Đạt Đà Tứ Ma Ma, A Mục Ca Na Mạc Tả, Viên Lý Thiết Na Ca Mạc Tả, Đạt Lý Thiết Nam Ma Ma Mạc Na, Bác Lạc Hạc La Đại Giả Tái Hà. Bà Thế Tôn, nếu con đã thấy người tụng chú này là thấy sự cũng như đầy đủ như vậy, con rất là tự ái hoan nghĩ, con liền biến thành đứa trẻ hoặc là người già, vì thì kheo tay cầm ngọc báu như ý mạc ni, đồng thời cầm đẩy vàng vào trong đạo tràng hiện giải cung kính, biện xưng danh hiệu Phật, nói với người trì chú rằng, theo sự mong cầu của ông đều khiến như ý nguyện, hoặc ẩn chỗ đằng sau, hoặc là tặng ngọc báu, hoặc muốn mọi người yêu mến, hoặc là cầu vàng, bạc, và muốn trì các chú đều có linh nghiệm, hoặc muốn thần thông, tự tỏ lâu dài, như niềm vô thủ thắng vi diệu, thì không gì chẳng được như ý. Con này chỉ nói lên những việc như vậy. Nếu hành giả lại cầu những điều khác thì tùy theo sự ước nguyện để được thành tựu tất cả. Kho báu vô tận, công đức vô cùng. Giả sử mặt trời mặt trăng rơi rụng xuống đất, hoặc là đại địa có lúc di chuyển, nhưng lời nói chân thật này của con hoàn toàn chẳng hư dối dậy, luôn được yên ổn, tùy tâm an vui. Bạch Thế Tôn, nếu người nào có thể tỏ truyền độc tụng kinh sâu nhiệm này, khi tụng chú này chẳng tỏ ra mệt nhọc thì pháp được thành tựu nhanh chóng. Bạch Thế Tôn, con nay vì những chúng sinh bằng cùng nguy khốn của nạn kia mà nói thần chú này, khi cho họ đạt được lợi lớn, đều được giàu có an vui tự tại, không hoạn nạn cho đến trọn đời, con cũng sẽ ủng hộ theo người này diệt trừ tai nạn cho họ. Chú con cũng lại khiến cho người tỏ trì giữ lưu truyền kinh Kim Vân Minh Tối Thắng Vô này cho người trì chú ở trong vòng trăm bước được ánh sáng soi như đuốc. Con có hàng ngàn thần dược xoa cũng thường hầu hạ bảo vệ tùy theo ý muốn của họ, khiến cho họ luôn luôn được như ý. Con nói lời chân Phật không có hư dối, nguyện xin Đức Phật chứng tri. Dù đã đại gian đó bài chú đây rồi, Đức Phật nói rằng, hay thay này thiên giới ông có thể sẽ đắt lưới khổ bằng cùng của tất cả chúng sinh, khiến cho họ được giàu có an vui. Ông nói thần chú đó là khiến cho kinh này lưu hành rộng rãi ở đời. Bốn giờ trời đều đứng dậy, sẽ là áo da phải, nên lại dưới chân Phật với phải quỳ xuống đó chắp tay cung kính, dùng kệ khen ngợi công đức Đức Phật rằng, mặt Phật như trăng tròn thanh tịnh, như ngàn mặt trời phóng ánh sáng, mặt tịnh dài rộng như sen xanh, răng như kha tuyết đều kính trắng, Đức Phật vô biên như biển cả, vô hạn dự bảo chứa bên trong, nếu đức trí tuệ hơn sông Hằng, trăm ngàn định thủ tán viên mãn, dưới chân tướng pháp luôn trang nghiêm, một ngàn nan hoa rất đều bằng, tay chân lưỡi da khắp trang nghiêm, giống như tướng ngọc chúa đầy đủ, thân Phật núi vàng rồng sáng chói, thanh tịnh thù thắng không ai bằng, như núi diệu cao đủ công đức. Nên con cúi đầu,
Núi chú Phật tôn tốt như không khó lường, giữa ngàn dần trăng phóng ánh sáng, như nội huyện không thể nghĩ bàn, nên con cúi đầu tâm không chấp. Bây giờ bốn vua trời khen ngợi Đức Phật rồi, Đức Thế Tôn cũng dùng kẻ đáp lại: kinh Vô Minh Tối Thắng này đã nói đấng thập lực vô thượng, bốn vua các ông thường ủng hộ, hãy dũng mãnh tâm không có nuôi. Kinh bóng này ví dụ sâu xa, có thể ban duy mọi hữu tình, do hữu tình kia được an lạc, kia được lưu hành tiền bộ châu. Tất cả các loài các hữu tình ở trong thế giới đại thiên này, là vị xuất sinh và địa ngục đường khổ như vậy đều trừ tan, các quốc phương năm thiền bộ và tất cả các loài hữu tình được yên lực kinh thường hoan hỷ, đều nhờ ủng hộ được bình yên, cũng khiến các hữu tình trong ấy không đào tập bên cổ tiêu tan. Nhờ nước này lưu truyền kinh đây được giàu an lạc không phiền não, nếu người nghe nhận kinh phương này vẫn còn tạ lợi và tôn quý, đất nước thịnh vui không chiến tranh, tùy tâm ước nguyện đều được thành, khiến nhà phương khác phải lùi tan, trong nước của mình luôn yên ổn. Nhờ lực của kinh chú vua cái thất này, để các bộ nào không lo buồn, nhờ có cây chuối bóc trong nhà, xin ra tất cả đồ ơn tích. Kinh vua thái thánh cũng như vậy, hãy mang công đức cho quốc vương. Bây giờ nước lạnh lắng sạch trong trừ đất đá cát và nóng bức, vua kinh tuấn thánh cũng như vậy, khiến người ơn phước được mãn nguyện. Những người trong nhà có hầm báu tuổi sử dụng rất vừa lòng. Kinh vua thái thánh cũng như vậy, phước đức tùy tâm không thiếu thốn. Thiên vương và thiên chúng các ông nên phải cúng dường kinh vua này. Nếu như là dạy phụng trì kinh, trí tuệ uy thần đều đầy đủ, cho Phật mười phương hiện đắc pháp đều cùng ủng hộ kinh vua này. Thế người thọ trì và đọc tụng khen ngợi lành thay tập hy hữu. Nếu người có thể nghe kinh này, thân tâm luôn vô cùng hoan hỷ, thường được trăm ngàn chúng vừa xoay, ở đâu cũng theo hộ người ấy. Các thiên chúng ở thế giới này đông nhiều vô lượng có nghĩ bàn, đều cùng nghe nhận kinh vua này, hoan hỷ hộ trì không thoái chuyển. Người mà nghe nhận kinh vua này, vì đức dụng mạnh luôn tự tại, đó tất cả chúng trời người, khiến liền khổ não được ánh sáng. Bây giờ bốn vua trời nghe bài tụng này rồi vô cùng vui mừng, có Đức Phật rằng: Bà Thế Tôn có từ xưa đến giờ chưa từng được nghe pháp ví dụ sâu xa như vậy. Đồng họ sinh bi hỷ, tới mắt lân trồng và con rúng động, cho biết việc khi hữu chẳng thân với bạn. Các vua trời dùng hoa mạng đà la, hoa đà mạng đà la của trời mà đã lên trên Đức Phật. Là việc cúng dường vị thắng này rồi, các vị bạch Đức Phật rằng: Bà Thế Tôn, bốn vua chúng con đều có 500 nhược sau quyến thuộc, sẽ luôn ở trong khắp nơi nơi ủng hộ kênh này, bởi vì thời nói pháp dù ánh sáng trí và trợ giúp họ về cho các vị. Nên đối với kênh này có câu và ý nghĩa nào bị quên mất thì chúng con đều khiến cho họ nhớ nghĩ chẳng quên, đồng thời cho họ pháp môn đà la ni thù thắng, khiến cho họ được đầy đủ. Chúng con lại sẽ khiến cho kênh thù thắng này bất cứ ở đâu cũng việc các chúng sinh thiên chuyển lưu truyền rộng rãi, không để mai một. Bây giờ khi Đức Thế Tôn ở trong đại chúng nói pháp này, hiệu lộ chúng sinh đã được đại trí thông minh sáng suốt biện tài, bao gồm được vô lượng phước đức, để khỏi các lo buồn, phát tâm hỷ lạc, thấu hiểu các rõ các luận, bước lên đường giải thoát chẳng còn thoái chuyển, mau chứng bồ đề.